chào quý vị và các bạn, lúc 4 giờ sáng nay tâm bão số 4 ở trên vùng biển phía đông nam quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 giật cấp 16. Dự báo trong 12 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có khả năng mạnh thêm đạt cấp 14 đến cấp 15 giật cấp 17. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo bão di chuyển ổn định đến 4 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Trị đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi vào đất liền Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Như vậy sáng mai bão số 4 sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Trung Trung bộ nước ta. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh nên người dân cần nhanh chóng hoàn tất các biện pháp phòng chống bão để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8 đến cấp 9 sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão cấp 12 đến cấp 14 giật cấp 16, sóng biển cao từ 9 đến 11 m, biển động dữ dội. Khu vực Nam biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, sóng cao 3 đến 4 m, biển động mạnh. Từ đêm nay ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9 đến cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 12 đến cấp 13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Từ sáng sớm ngày 28 tháng 9, khu vực Con Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Do hoàn lưu của bão mà từ nay đến ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Con Tum có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 250 đến 350 mm cả đợt, có nơi trên 450 mm cả đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định và Gia Lai có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm cả đợt, có nơi trên 300 mm. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn gây ra. Đến đây bản tin thời tiết sáng ngày 27 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!